Nay mình đặt cây dên future này, future x, future neo 125. Nói chung là hàng không biết là của cái gì, giá là 490.000 đây, phí vận chuyển luôn. Trên Lazada một cái shop, shop đây nè, đây đó, shop tên shop. Để giờ mình khui ra thử coi, để mình thử cái đồ coi thử nó có đồ chuẩn, nó có chuẩn không nha. Chuẩn như mình muốn làm cái cục máy quay rim mà đi dên này, rồi mình độ luôn cái thước đề rồi coi thử coi. Ít có thấy ai mà độ thước đề chia sẻ về cái cách độ người ta muốn đi cái dên future neo để cho cái máy nó bền hơn, thay vì đi những cái dên đồ chơi nó hay bị ra đi ăn đòn. Đây, công ty Thái Việt An vậy. Mình muốn thay một cái, bây giờ cái mình đặt cái hàng này vô, sau đó là mình mới đặt cái dên xịn về. Mình phải làm cái dên màu, đang quay này cả. À này, chưa có OB bên đây, có một OB à. Rồi cái này muốn thử độ chuẩn hay không là phải đi mua thêm một OB nữa rồi. Này dên neo, future neo. Rồi đây. Má 98 nha. Cái tiệm ông kia bán 3 triệu 4 triệu chiếc này, qua đây ông này có 1 triệu. Má 98 2 triệu 2. Kia ông bớt, ông bớt 1 triệu 9. Trong má dên này nó có chỉ 8 70. SB rồi, có chữ SB rồi, không có chữ gì khác hết. Đây dên KBH. Mình gá sơ sơ thử vô này, mình coi thử cái độ chuẩn nó nghiêng cũng được, nghiêng nó vẫn thử được. Ngay giữa cái vị trí đầu cốt dên này nè, nó có chui cái màu đen đen nè. Và giờ là mình sẽ cạo cái OB này ra, mình thay bằng OB của quay rim, mình tiện cái lõi bi vô để mình thay vào trong đây. Xong rồi mình chia sẻ cái cách lên cái này, có cả thớt đề rồi làm cái post ngay chỗ cái thớt đề cho quay rim luôn, mình chia sẻ sau. Dừng video này.